Mỗi ngày đúng 8 giờ sáng, người công an khu vực đến nhà gọi là để thăm tôi. Hôm mùng 1 Tết, vợ tôi lì xì 10.000. Nhận tiền xong, hắn trở nên lễ phép, gọi tôi bằng anh, xưng em. Ngoài đời có tiền nghĩ cũng sướng. Mới ngày nào trong trại cải tạo, những cán bộ trẻ đáng con em gọi tù làm mày, xưng là tao. Mỗi ngày hắn đến thăm tận nhà, tôi phải ngồi tiếp. Chẳng có gì để nói ngoài những lời thăm hỏi xã giao. Uống xong ly cà phê và hút xong hai điếu thuốc đầu lọc, tôi mời đúng thủ tục, xong đến 9 giờ. Hắn chào tôi qua thăm ông Phạm Thái, cũng mới ở trại Hà Nam Ninh, về đến Sài Gòn hôm 15 tháng 2, tức sau tôi 2 ngày. Tên công an khu vực mỗi ngày đều làm đúng chương trình thăm viếng mỗi nhà 1 giờ. Đến thứ Sáu thì hắn thông báo ngày thứ Bảy có nhân viên công an từ phường đến, và hai tuần một lần công an từ quận Tân Bình đến thăm. Việc tiếp người nhà nước đến thăm trở thành một sự phiền phức, vừa tốn hao, vừa phải ngồi nói và nghe nói những lời giả dối với nhau. Đó là một hình thức kiểm soát mới thay cho quản chế, nhưng dù sao cũng đỡ hơn chế độ quản chế. Tôi ngỏ ý xin phép về thăm gia đình ở Đà Nẵng, được công an phường đồng ý cho phép tôi đi một tuần. Tôi đã hiểu các thủ tục xin giấy nên không trở ngại khi xin ký giấy phép đi đường ở phòng công an phường. Cái đặc điểm của người trưởng công an phường là khi nhận giấy và thuốc lá của tôi, anh ta rất lạnh lùng, không dồn giả thân thiện như lúc đến thăm tại nhà. Cuộc sống giả dối của xã hội khiến cho con người trong xã hội đó diễn xuất rất tài tình và tự nhiên. Trong khi chờ đợi ngày về Đà Nẵng, tôi được tự do đạp xe đi thăm bạn bè và xem sự biến đổi của Sài Gòn. Đời sống thay đổi dễ sợ. Không riêng về cách sống và khung cảnh sống thay đổi, mà tâm tánh của người cũng thay đổi. Hầu như mọi người đều trở nên quá thực tế. Người ta chỉ nói đến gạo, cơm, tiền quà gửi từ ngoại quốc và than thở vì vật giá leo thang. Xã hội hình thành những giá trị mới. Những công nhân viên nhà nước ở vị trí làm được nhiều tiền được trọng vọng. Những người buôn bán chợ trời chụp giật trao đổi những món quà từ ngoại quốc gửi về hay những món hàng xuất kho nhà nước bất hợp pháp trở thành những người dân có ưu thế. Họ đi lại với công nhân viên dễ dàng và họ chiếm lãnh mọi khu vực chi tiêu từ nhà hàng ăn tư nhân mới được mở trở lại đến những sàn nhảy ở các câu lạc bộ và các nhà nhảy đầm các quận mới được mở ra. Sân khấu ca nhạc và phòng chiếu phim video mọc như nấm trong chương trình ba lợi ích kinh tế. Những người có thân nhân ngoại quốc gửi tiền đều đặn là những người sung sướng. Nhiều người mơ ước vị trí của thành phần này, vừa có tiền chi tiêu, không làm việc, chờ đợi được đi đoàn tụ với thân nhân, thoát củi sổ lòng. Mỗi đứa con đi vượt biên đến nơi đến chốn, đánh giá phúc phần của gia đình. Mỗi thùng quà hay món tiền gửi về đánh giá lòng hiếu thảo của con cái hay sự thủy chung của vợ chồng đã ra đi. Xe gắn máy hiệu Cup, hiệu Dream tiêu biểu cho sự sang trọng của chủ nhân. Trong khi đại đa số dân chúng càng ngày càng nghèo khổ, phải kiếm ăn bằng nhiều cách, thông thường nhất là bán quà vặt và thuốc lá lẻ. Có rất nhiều em gái nhỏ tuổi 14, 15 bỏ học để bán thân nuôi gia đình, thì thiểu số người có ưu thế ăn chơi xa xỉ. Phong trào chống đối hình như lắng xuống. Đa số người dân phải lo sinh kế hoặc quay cuồng hưởng thụ trong lối sống mới. Phần vì những người chống đối đã bị bắt quá nhiều mà không có được một hành động có kết quả cụ thể để tạo niềm tin. Phần Việt Cộng đã thành công khi tạo ra những tổ chức chống đối giả để bắt người có tư tưởng chống đối, nên dân chúng đã nhìn các phong trào chống đối ít thiện cảm và nghiêm túc. Có nhiều người nghĩ về hành động chống đối là một việc làm vừa như điên cuồng vừa không thực tế. Kỹ thuật tiêu diệt sức đề kháng của người dân như thế, vừa trấn áp cho người dân sợ,
vừa làm cho người dân có tư tưởng phi chính trị. Thật đáng tiếc, chế độ Cộng sản đang mất lòng dân, mất niềm tin của hàng ngũ đảng viên, gặp khó khăn về kinh tế và ngoại giao, chỉ còn chờ giờ sụp đổ. Nhưng đối lực còn quá yếu, chưa có ai làm phát khởi cuộc đấu tranh. Tại Đà Nẵng, bạn bè cũ đi cải tạo về sống thê thảm hơn ở Sài Gòn nhiều. Có người về đã 10 năm vẫn còn bị đối xử biện biệt, sống tận cùng đấy xã hội. Một xã hội đói rách. Nghề được anh em làm nhiều nhất là nghề chở khách bằng xe đạp. Trời tháng giêng lạnh như cắt, nửa đêm còn đứng đợi khách ngoài vòng rào bến xe. Mình khoác một mảnh vải nhựa mong manh. Rước khách bằng xe đạp không được vào bến xe vì không hợp pháp như phu xích lô. Những người đi xe đò thường xuyên chịu khó xách hành lý ra ngoài hàng rào bến xe, ngồi sau xe đạp thồ, giá chưa bằng một nửa giá xe xích lô. Nhìn bạn, nghĩ đến thân phận mình mới ở tù về chưa được tháng, tôi trào nước mắt. Nếu không có gia đình ba tôi giúp đỡ, tôi sẽ ra sao? Tôi không có cả một chiếc xe đạp đi rước khách trong đêm lạnh lẽo. Cái nhục của kẻ chiến bại kéo dài mãi suốt đời chăng? Những ngày ở trong tù chỉ mong được ra khỏi trại, tưởng rằng ra khỏi trại là trút xong mọi gian khổ. Nhưng không, gian khổ nhục nhã còn dài, cả đời chưa dứt, kéo theo đời của con cháu. Người chiến sĩ đã chiến đấu, một sống hai chết đừng đầu hàng. Đầu hàng khổ hơn là chết. Nhưng con người hèn yếu, ngay lúc chết mà không chết được. Đã đầu hàng rồi thì ít người còn đủ can đảm để tự kết liễu đời mình. Còn bao nhiêu ràng buộc tình cảm người thân. Tôi được nhiều bà con đến thăm, mừng tôi trở về, thân thể còn toàn vẹn, tóc chưa bạc, răng chưa rụng. Bà con nội ngoại, nhiều người bên phía Cộng sản. Người anh con dì hai tôi, anh Thật, đã nói chuyện với tôi rất nhiều. Anh Thật, một cán bộ nằm vùng ngay tại Đà Nẵng. Lúc Việt Cộng chiếm Đà Nẵng, anh mang lon thiếu tá. Bây giờ anh làm gì? Chức gì? Tôi không cần biết. Chúng tôi chỉ nói chuyện gia đình để tránh tranh luận. Thời xưa trước năm 1975, khi cậu tôi còn sống, mỗi lần có đám giỗ ngoại tôi là cậu và các anh con dì tôi thường cãi nhau về chính trị. Bao giờ dì tôi cũng khóc khi đến màn kết cục, cậu tôi cầm chiếc ghế lên định đánh vào anh và anh bỏ chạy. Cậu tôi ghét Cộng sản. Cậu biết các anh con dì hoạt động cho Cộng sản nên cậu thường công kích. Các anh thường nhẫn nhịn, nhưng khi cậu tôi gọi Hồ Chí Minh bằng thằng thì các anh không nhịn nữa, lên tiếng cãi lại. Hầu như đám giỗ nào cũng xảy ra màn chiến tranh ý thức hệ trong gia đình. Nói chuyện gia đình một lúc thì anh Thật cũng lái qua chuyện chính trị. Hình như người Quảng Nam ngồi với nhau không nói chuyện chính trị thì không vui. Anh Thật nói là chế độ sai lầm khi nhốt những người như tôi quá lâu. Tôi không biết anh nói thật hay an ủi tôi. Nếu anh nói thật thì anh là cán bộ Cộng sản nhưng không thuộc chính sách và chưa đọc Lenin. Là Cộng sản phải đấu tranh không khoan nhượng với kẻ thù. Và trong các chính sách của Lenin có viết rõ chính sách cải tạo và kỹ thuật đánh lừa người tù cải tạo. Là luôn luôn làm cho chúng có hy vọng được tự do, chuyển trại thường xuyên để nuôi dưỡng hy vọng giả tạo đó. Cuối cùng, chúng gặp nhau và chết ở Siberia. Nếu Cộng sản Việt Nam không bị áp lực hoặc không vì nhu cầu nào đó, chúng tôi sẽ bị giam giữ vĩnh viễn cho đến chết ở các vùng rừng thiên nước độc ở miền Bắc hay miền Trung. Giam giữ tù, Việt Cộng không hao tốn gì cả. Tù phải tự làm lấy ăn và nuôi sống cán bộ, móc hết sức lao động. Khi chết, thi thể người tù còn là phân bón tốt cho cây cỏ. Anh nói đến những mâu thuẫn trong nội bộ của nhóm lãnh đạo,
đổ tội cho Lê Đức Thọ. Anh gọi Lê Đức Thọ bằng thằng. Anh nói, thằng Lê Đức Thọ phản quốc. Anh kể chuyện Võ Nguyên Giáp đi Liên Xô về bị ám sát hụt do phe Lê Đức Thọ tổ chức. Giáp đi máy bay Liên Xô về đến phi trường Gia Lâm thì có điện báo của tòa đại sứ Liên Xô tại Hà Nội yêu cầu máy bay đáp xuống phi trường quốc tế. Máy bay đáp không đúng nơi nên toán xe rước Võ Nguyên Giáp tại phi trường Gia Lâm xoay trở không kịp. Giáp đi xe của nhân viên Liên Xô về Tư Dinh. Trong khi đó xe đón Giáp tại phi trường Gia Lâm nổ, Giáp chết hụt. Anh kể chuyện Đinh Đức Thiện bị ám sát chết, vì trước đó Đinh Đức Thiện phản đối hành động bám lấy quyền lực của Lê Đức Thọ. Trong một buổi tranh luận giữa hai anh em, Đinh Đức Thiện nói với Lê Đức Thọ, gia đình ta mấy đời đều đóng góp về lịch sử xây dựng đất nước và phục vụ nhân dân. Bây giờ anh đi ngược lại truyền thống đó. Đinh Đức Thiện bị một quân xa ép chết trên đường đi làm về. Thiện có thói quen trước khi đi về nhà ra khỏi xe hóng gió trên chỗ đồng vắng. Anh Thật còn kể cho tôi nghe về chuyến đi của Lê Duẩn qua Mạc Tư Khoa nhân lễ nhậm chức của Gorbachev năm 1985. Lễ này được trực tiếp truyền hình qua đài Hoa Sen tiếp dẫn hệ thống truyền hình vệ tinh nhân tạo Liên Xô đến Việt Nam. Trước đây, Lê Duẩn Suya thân thiết với Brezhnev nên mỗi lần đến Mạc Tư Khoa được Brezhnev đón tiếp rất niềm nở. Lần này Lê Duẩn đã phải sượng sùng vì sự lạnh nhạt của Gorbachev. Lê Duẩn giới thiệu người đi theo là Tố Hữu. Gorbachev hỏi ngay, ông Tố Hữu có phải là người làm thơ ca tụng Stalin không? Tố Hữu chỉ mới vâng một tiếng thì Gorbachev tiếp theo, ông đã gặp Stalin chưa? Lần ra đi thất bại đó của Lê Duẩn hầu hết người Việt Nam đều biết. Các đảng viên cộng sản bàn tán rất nhiều về việc đó. Trở về Việt Nam, vai trò Tố Hữu bị lu mờ, để rồi bị loại ra khỏi bộ chính trị đại hội kỳ 6 sau khi Lê Duẩn chết. Những chuyện kể của anh Thật không biết có đúng hoàn toàn hay không, điều đó không quan trọng lắm. Quan trọng là anh làm cho tôi hiểu được sự mâu thuẫn trong nội bộ của lãnh đạo cao cấp Cộng sản Việt Nam không hàn gắn được. Cộng sản Việt Nam không còn sợi chỉ hồng xuyên suốt để giữ thống nhất nội bộ, và họ không còn giữ gìn sự đoàn kết như giữ con ngươi của mắt, như Hồ Chí Minh từng lặp lại lời di chúc của Lenin. Về quê thăm khu mộ gia đình xong, tôi đến nhiều nơi trong làng. Đã gần 30 năm tôi mới trở lại, nhưng tôi nhận rõ nhiều địa điểm. Dù sau cuộc chiến tàn phá, làng tôi đã được xây dựng lại, mở nhiều đường mới và trồng nhiều cây cối xanh tươi hơn. Ngoài đồng xanh ngát thuốc lá, đã gần thời kỳ thu hoạch nên cây thuốc lá đã cao ngang tầm đầu người. Thuốc lá là nông sản chính của quê tôi. Dân Thanh Quýt giàu có hơn những dân làng khác nhờ vào thuốc lá. Mùi thuốc lá hăng hắc khắp nơi, tôi có cảm giác như mình đang say. Tôi đến nhìn rõ nền Kỳ Yên, là nơi tôi từng xem Việt Minh sử chôn sống Việt gia. Tôi đứng lại nơi đầu cầu Thanh Quýt, nhìn qua trụ sở xã bên kia sông. Lúc xưa đó là đồn Tây. Nhiều buổi sáng tôi đứng ngoài sào xem Pháp cắt đầu Việt Minh đạm thay xuống nước, rồi đem đầu cắm vào một thanh tre bêu nơi đầu cầu để người qua lại xem. Chiếc đầu sau khi bị chặt được chải brillantin bóng láng và miệng cho ngậm một điếu thuốc. Người Pháp và bọn Việt Giang theo Pháp đã đem thi thể người Việt Nam ra làm trò đùa. Họ tưởng là tiêu diệt Việt Minh, nhưng chính là đẩy dân quê Việt Nam về phía Việt Minh.